Sáng nay mùng 10 tháng 12, tại quảng trường văn hóa dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã khởi tranh nội dung đua đường trường trong khuôn khổ giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia Hồng Hà Trung Quốc, Lào Cai Việt Nam năm 2023. Tham gia nội dung đua đường trường có 205 vận động viên, trong đó 98 vận động viên người Việt Nam, 107 vận động viên người Trung Quốc. Các vận động viên được chia thành 5 nhóm tuổi nam và nữ. Các vận động viên xuất phát tại quảng trường văn hóa dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Sau khi hoàn thành 10 km bên phía Trung Quốc, các vận động viên đã đua 70 km bên phía Việt Nam. Ngay từ khi xuất phát, người hâm mộ đã được theo dõi những pha bứt tốc cạnh tranh quyết liệt của các vận động viên. Tuy nhiên, với sự xuất sắc cùng chiến thuật hợp lý, các tay đua của Trung Quốc tiếp tục thống trị ở nội dung đua đường trường khi giành chiến thắng ở 4 trên 5 nội dung của cả nam và nữ.